Chào mọi người, hôm nay là tập của ngày hôm qua nha. Cảm ơn bạn Tuấn Bách, bạn Nguyễn Phong, hai bạn hội viên của tháng trước mới đăng ký lại rút hội viên của YouTube. Cảm ơn hai bạn Tuấn Bách, Nguyễn Phong. Huyền thoại chính thần tập 102. Đêm sâu, vầng trăng trên trời đã nhô cao. Gia Sách bước vào phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào Đinh Mộc Nghiên, có chút ngượng ngùng nói ra: Anh đi tắm trước nhé. Đi tắm sau. Đinh Mộc Nghiên nhìn Gia Sách bước vào phòng tắm, cả người cô không được ổn cho lắm. Cô nhận ra điều gì đó có thể đang xảy ra. Chẳng lẽ đêm nay thực sự phải làm... Cô vừa mong vừa sợ. Nói thật là cô cũng không còn rào cản gì với Gia Sách nữa. Đã đến lúc phải dâng mình. Nhưng dù sao thì cô vẫn là một trinh nữ. Tưởng tượng đến lúc phải làm như thế với Gian Sách, cô sẽ không tự chủ được mà hồi hộp. Thật sự muốn sao? Không. Nhưng tại sao mình có chút mong chờ chứ? Đêm Mộc Nghiên đang do dự. Một lúc sau Gian Sách bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn Gian Sách đang có tinh thần tốt, Đêm Mộc Nghiên theo bản năng vùi đầu vào trong chăn. Mộc Nghiên, hả? Anh muốn... Huyền thoại chính thần trên chiến trường lấy một địch trăm, bây giờ lại lo lắng đến mức không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Anh nuốt nước bọt và leo lên giường. Đêm này nhất định phải làm. Đêm Mộc Nghiên đột nhiên hét toáng lên. Gia Sách bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Tại sao mình còn chưa bắt đầu thì cô ấy đã hét lên rồi chứ? Đêm Mộc Nghiên vội vàng vén chăn bông lên, nhìn thấy ga giường có màu đỏ, có màu đỏ tươi chảy ra từ trong váy. Cô xấu hổ nói: Em đến kỳ. Oanh! Giống như một ánh chớp đã đập tới. Gia Sách vất vả lắm mới thu hết can đảm. Mọi thứ đã sẵn sàng, kết quả lại như thế này sao? Xem ra trời thực sự không thương mình rồi. Đã đến trước này thì còn có thể làm được gì chứ? Từ khuôn mặt của Gia Sách có thể thấy một cảm giác mất mát mạnh mẽ, điều mà trước đây chưa từng có. Đêm Mộc Nghiên nói ra: Chồng, em xin lỗi. Tại sao cô lại xin lỗi chứ? Đây không phải là lỗi của cô. Chỉ có thể nói là mọi thứ đều là định mệnh. Đêm đó Gia Sách chìm vào giấc ngủ trong u uất vô tận. Sau bao nhiêu tháng nắm sống chung, chưa có lúc nào anh thất vọng và lạc lối như vậy. Ngày hôm sau, Gia Sách bị đánh thức bởi một loạt chuông điện thoại rất lớn. Khi mở điện thoại ra là quản lý đội xe Ferrari Lâm Mộng Vân gọi tới. Alo, Mộng Vân, có chuyện gì phải sao? Anh Gia Sách, anh còn nhớ cha tôi đã giao ước với anh những gì hay không? Nhớ, muốn tôi giúp đội giành chiến thắng trong cuộc đua kết hợp. Đêm nay cuộc đua kết hợp bắt đầu. Hôm nay anh có thể đến giúp đội được không? Nhanh như vậy sao? Tính thời gian, xem ra quả thực là một tháng đã chuẩn bị đã tới. Gia Sách gật đầu. Được, tôi sẽ chạy ngay tới đây, đợi tôi nhé. Cảm ơn anh. Sau khi cúp điện thoại, Đêm Mộc Nghiên đang ngẩn ngơ, tò mò hỏi: Sao thế? Là chuyện của đội xe, nhận nhiều tiền của người ta như thế, bây giờ đã đến lúc trả nợ rồi. Anh muốn đi thi đấu à? Tối nay anh sẽ không về. Chồng, lại đây, hả? Đến gần đây. Gia Sách lại gần Đinh Mộc Nghiên, sau đó Đinh Mộc Nghiên vạch cổ Gia Sách ra và đánh dấu một quả dâu tây lên cổ anh với đôi môi đỏ tươi của cô. Em làm gì thế? Đinh Mộc Nghiên cười nói ra: Người phụ nữ vừa gọi cho anh có một giọng nói ngọt ngào như vậy, vừa nghe đã biết là một cô gái trẻ đáng yêu. Em không cảm thấy thoải mái khi để anh qua đêm với loại phụ nữ đó. Trên cổ anh đã có ký hiệu của em, cảnh cáo người ta đừng có vọng tưởng đến chồng của em. Gia Sách không nói nên lời. Anh thực sự không ngờ Đêm Mộc Nghiên lại trở nên cẩn thận như vậy. Đêm Mộc Nghiên trong quá khứ sẽ không nói ra những lời này. Ảnh hưởng lẫn nhau mà. Đêm Mộc Nghiên ảnh hưởng đến Gia Sách và Gia Sách đương nhiên ảnh hưởng đến Đêm Mộc Nghiên. Tình yêu sẽ khiến hai người bị kiềm chế trở nên nhiệt tình hơn. Anh đi đây. Sau khi vội vàng ăn sáng, Gia Sách đã lái chiếc Ferrari 458 đến trại huấn luyện của đội. Sau một giờ thì đã đến được một cách suôn sẻ. Sau khi dừng xe, Lâm Mộng Vân và Điền Kê lon ton chạy đến. Bọn họ đã lâu không gặp Gia Sách nên rất nhớ anh. Đại ca, cuối cùng anh cũng tới, tôi nhớ anh quá. Kể từ lần được Gia Sách cứu, Điền Kê đã nhận Gia Sách là đại ca của mình và hoàn toàn tỏ rõ mối quan hệ với đội trưởng Dương Tuấn Thiên. Lâm Mộng Vân cũng bước tới, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy vết son môi trên cổ Gia Sách. Trái tim phụ nữ rất nhạy cảm. Mặc dù Lâm Mộng Vân không có loại tình yêu chết đi sống lại với Gia Sách, nhưng cô ta cũng có ấn tượng tốt về người đàn ông có năng lực xuất sắc này. Sau khi nhìn thấy vết son môi, cơn tức giận cô ta nổi lên ngay lập tức. Anh Gia Sách, đêm qua anh thực phòng lâu đấy. Có thể cảm nhận rõ ràng sự bất thiện trong giọng nói của Lâm Mộng Vân. Gia Sách bất lực mỉm cười, lấy tay che giấu môi trên bộ cổ.
đều là vợ tôi giỡn với tôi thôi, đừng nghĩ nhiều. Vợ? Giang Sách đã kết hôn sao? Lâm Mộng Vân lập tức như hóa đá, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? Ngẫm lại cũng đúng, một người đàn ông tốt như Giang Sách không biết được bao nhiêu cô gái nhìn trúng, đến lượt cô ta thì cũng quá muộn rồi. Cả ba đang trò chuyện thì Dương Tuấn Thiên đưa đội đua đến. Nhìn khí thế hào hứng của bọn họ, chắc chắn bọn họ không có ý tốt. Điền Kê nhắc nhở: đại ca cẩn thận một chút, Dương Tuấn Thiên là một tên cầm thú rất xấu, anh ta đã bất mãn với anh từ lâu rồi, còn đang kiềm chế những ý đồ xấu muốn hại anh. Những lời này đã được Dương Tuấn Thiên nghe thấy rõ ràng, anh ta khịt mũi lạnh lùng: Điền Kê, sao lại nói như thế chứ? Tôi là đội trưởng của cậu đó, biết không? Đội trưởng khốn kiếp, đồ rác rưởi, không có kỹ thuật lẫn nhân cách. Theo tôi thấy, Giang Sách mới xứng đáng đeo băng đội trưởng. Sắc mặt Dương Tuấn Thiên lập tức thay đổi, ráo sượt: làm phản sao, Điền Kê, mày dám nói với tao thế sao? Cút đi chùi toilet cho tao. Điền Kê nghiến răng trừng mắt nhìn: sao thế, mày muốn nếm hậu quả của việc không tuân lệnh sao? Trong lòng Điền Kê khó chịu nhưng cũng không dám trái lệnh của đội trưởng. Vừa định rời đi, Giang Sách đã nắm lấy cánh tay anh ta, nhẹ nói: có người chuyên trách dọn dẹp nhà vệ sinh, Điền Kê là một tay đua, anh ta chỉ biết lái xe, không thể dọn dẹp nhà vệ sinh. Đây chính là muốn đối nghịch, ít ai dám bất chấp mệnh lệnh của đội trưởng. Dương Tuấn Thiên nhìn Giang Sách chằm chằm: người mới kia, đừng nghĩ rằng anh đánh bại tôi một lần thì giỏi lắm. Nói cho anh biết, tôi đã khác xưa, đã thành thạo các kỹ năng bí mật, nhìn thấy mấy thủ đoạn bịp bợm quanh rồi. Vậy sao? Giang Sách ngẩng đầu lên nhẹ nói: những con khỉ trong rạp xiếc chỉ có thể tập trò khỉ để cho mọi người mua vui thôi. Mày mắng ai là khỉ hả? Dương Tuấn Thiên nổi giận chỉ vào Giang Sách: dám nói chuyện với đội trưởng như thế, tao sẽ cho mày biết mặt. Giang Sách, bây giờ tôi ra lệnh cho anh, với tư cách là đội trưởng, phải giặt tất cả quần lót của đội viên cho tôi, không cho phép giặt máy, tất cả đều phải được giặt bằng tay, nghe rõ chưa? Giang Sách không hề nhúc nhích: hay là anh làm mẫu trước cho tôi xem đi. Mùi thuốc súng tại hiện trường càng lúc càng nồng nặc. Dương Tuấn Thiên hít mắt: Giang Sách, mày định làm trái mệnh lệnh của tao sao? Anh có đủ tư cách ra lệnh cho tôi sao? Ha, Giang Sách, mày có biết hậu quả của việc không tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng hay không? Rửa tay ngay đây. Dương Tuấn Thiên ngắc ngắc cánh tay, nói cho anh ta biết hậu quả là như thế nào. Một đội viên tiến lên, khinh thường nhìn Giang Sách rồi cười nói: ông Lâm Gia Vân đã đặt ra quy tắc, khi ông ấy đi vắng, mọi việc sẽ tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Ai không tuân theo mệnh lệnh, đội trưởng có quyền sa thải người đó ra khỏi đội. Đúng vậy, sa thải đó. Dương Tuấn Thiên cười xấu xa: mọi người đã thấy Giang Sách công khai không tuân mệnh của đội trưởng. Theo quy định của ông Lâm, tôi sẽ trục xuất Giang Sách ra khỏi đội ngay bây giờ. Trục xuất khỏi đội, trục xuất anh ta khỏi đội đi. Đội Ferrari chúng ta không cần loại đội viên vô kỷ luật này. Không phải chỉ may mắn thắng một lần thôi sao? Thật sự coi mình gan to bằng trời sao? Cút đi, thấy mày là tao lại mắc ói. Toàn đội viên đều bên vực Dương Tuấn Thiên, tất cả đều nhắm vào Giang Sách. Giang Sách không còn đường lui. Lâm Mộng Vân không thể chịu đựng thêm được nữa, lo lắng: Dương Tuấn Thiên, đừng có mà làm lộn xộn. Giang Sách đã được đức thần cha tôi giới thiệu tham gia vào đội, và anh ấy là trợ thủ đắc lực giúp đội chúng ta giành chiến thắng chung cuộc đấy. Đêm nay chuẩn bị bắt đầu cuộc đua kết hợp, anh đuổi Giang Sách ra khỏi đội là đội chúng ta thua hoàn toàn sau. Dương Tuấn Thiên vô tụ cùng khinh thường nói ra: cô Lâm, xin cô đừng quá tham vọng mà hủy hoại uy tín của chính mình. Tôi đã xem kỹ năng lái xe của Giang Sách, so với tôi thì đúng là 1000 cách xa hàng trăm dặm. Hơn nữa, hiện tại tôi đã thành thục một tuyệt kỹ bí mật, có thể giúp đội thắng trong chung cuộc, cũng không cần loại rác rưởi này ở lại trong đội. Bỏ anh ta, cút đi. Với thái độ dứt khoát, Dương Tuấn Thiên không có ý định để Giang Sách ở lại. Dương Tuấn Thiên: cô Lâm, xin hãy tự trọng. Dương Tuấn Thiên trừng mắt nhìn Lâm Mộng Vân: đội xe kỷ luật đặt lên hàng đầu, cô không thể theo ý mình chỉ vì thích Giang Sách được. Lâm Mộng Vân vừa xấu hổ vừa tức giận: Dương Tuấn Thiên, anh đang nói năng nhảm nhí gì vậy? Dương Tuấn Thiên mỉm cười: cô Lâm, đừng giả vờ nữa, ai mà không biết cô thích Giang Sách. Tôi khuyên cô nên giữ mình trong sạch, Giang Sách để kết hôn, cô còn bám lấy người ta không thích hợp lắm đâu. Anh Lâm Mộng Vân lớn như thế rồi nhưng vẫn chưa bao giờ tức giận như lúc này, muốn phản bác nhưng không thể nói gì cả. Trong lúc giằng co, Giang Sách để chìa khóa chiếc Ferrari 458 lên nóc xe, nhẹ giọng nói: muốn tôi rời đội đúng không? Ok, chìa khóa đây, tạm biệt. Không nói thêm lần nào, Giang Sách quay người rời đi. Đại ca, Điền Kê sốt ruột vừa định đuổi theo, Dương Tuấn Thiên đã hét lên: Điền Kê, nếu mày dám đuổi theo, mày cũng sẽ bị đuổi ra khỏi đội. Điền Kê nghiến răng nghiến lợi: làm việc với một tên cặn bã như anh,
Tôi thà tự do, bố mày nghĩ việc đây. Anh ta cũng để chìa khóa lên nắp xe và lon ton đuổi theo Giang Sắt. Còn một ngày, Giang Sắt và Điềm Kê đã bị đuổi khỏi đội và bây giờ không ai trong toàn đội dám khiêu chiến với Dương Tấn Thiên. Dương Tấn Thiên rất vui, dám đấu với tao sao, mày cũng xứng sao, đi cất chìa khóa đi. Ngay lập tức một thành viên trong đội đi tới cất hai chìa khóa xe. Lúc này Lâm Mộc Vân tức giận, Dương Tấn Thiên, anh đã đuổi Giang Sắt đi, nếu anh thua trận chung kết tối nay, cha tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Dương Tấn Thiên mỉm cười, cô Lâm đừng lo lắng, tôi Dương Tấn Thiên nhất định sẽ mạnh hơn người tình trong mộng của cô, cho nên cô cứ yên tâm, chúng ta đi tập xe thôi. Giang Sắt trực tiếp ngồi xuống và gọi 20 viên xiên gà và một ly coca. Điền Công Kê ngồi bên cạnh Giang Sắt gọi rất nhiều xiên que chiên, vừa ăn vừa tức giận nói, Dương Tuấn Thiên đúng là một tên khốn nạn, để em xem làm sao anh ta có thể thắng được đêm nay. Kỹ thuật thối nát của anh ta nhất định sẽ bị đội Lamborghini dạy dỗ cho một trận. Giang Sắt không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ăn xiên chiên, anh đang suy nghĩ. Điền Kê tò mò, đại ha, đại ca, anh định làm gì thế? Giang Sắt không trả lời mà hỏi, cậu có biết địa điểm của trận đấu tối nay không? Biết, đưa tôi đi. À, đại ca, anh còn muốn giúp đội Ferrari sao? Giang Sắt gật đầu, ông Lâm có ơn với tôi không thể ăn cháo đá bát được. Nhưng dù tính tiền anh ta, đừng lo lắng, tôi biết phải làm gì. Đôi mắt Giang Sắt không có một chút mê man nào, thoải mái ăn xin chiên, như thể mọi thứ đều đã trong tầm kiểm soát. Trời sắp tối, tối nay 10 đội tập trung ở núi Bản Vân. Đây là con đường núi hiểm trở, nhiều khúc cua nhất ở khu Giang Nam. Lái xe đến đây thường phải rất vất vả, cứ một phút lại có xác suất xảy ra tai nạn xe cộ. Nhiều người lái xe đến đây không hề dễ dàng, và bọn họ đều biết rằng đường đi ở đây không dễ đi. Có rất nhiều khúc cua và đường dốc còn chưa nói. Một số đoạn đường nhìn thấy từ xa thì thấy thẳng, nhưng khi lái xe đến gần thì phát hiện nó cong, như thế rất dễ gây hiểu lầm. Vì vậy lái xe ở đây phải cẩn thận và chậm rãi. Lựa chọn đua ở núi Bản Vân có yêu cầu rất cao về chất lượng đối với các tay đua. Hôm nay, tất cả các tay đua hàng đầu thế giới đã tập trung tại đây và các đội trưởng của 10 đội hàng đầu sẽ trực tiếp thi đấu. Nhiều khán giả đã chờ đợi từ lâu, vẫy tay, vẫy cờ, cổ vũ cho người mình thích. Đoàn Ferrari đã đến. Gây chú ý nhất, đội dĩ nhiên là đội trưởng Dương Tấn Thiên. Hôm nay, anh ta mặc áo khoác da, trông như một chàng trai sành điệu, lại vô cùng đẹp trai, khiến các cô gái có mặt phải ồ lên liên tục. Nhưng ngay sau đó, ánh đèn sân khấu của anh ta đã bị đội Lamborghini lấy mất. Một vài chiếc Lamborghini dừng lại và vài người đàn ông lần lượt bước xuống. Người đẹp trai nhất dĩ nhiên là chỉ huy thứ hai của đội, Trúc Minh. Trúc Minh khinh thường nói với Dương Tuấn Thiên, sao thế, chẳng lẽ tên bại tướng như mày đến thi đấu sao, Giang Sắt đâu? Sắc mặt Dương Tuấn Thiên trầm xuống, không vui nói ra, đừng tưởng rằng mày thắng tao một lần là giỏi lắm. Lần trước phong đội không tốt, hôm nay tao sẽ cho biết mày biết thực lực thật sự của tao. Vẫn là thực lực sao? Đừng làm mất mặt nữa. Chúc mình giang hai tay. Hôm nay không phải tao thi đấu, mà là đội trưởng của bọn tao, chim ruồi. Chim ruồi, loài chim bay nhanh đến nhất trên thế giới. Cửa xe mở ra, một người đàn ông gầy gò bước xuống, sắc mặt tái nhợt vàng vọt như ăn không đủ no nhiều năm. Một người đàn ông như vậy có thể làm đội trưởng sao? Dương Thế Liên vui mừng, này chúc mình, đội trưởng của mày có vẻ hơi ngốc nghếch nhỉ, để một người ngốc làm đội trưởng đội Lamborghini của mày không còn ai hay sao thế? Chúc mình cũng không bị khiêu khích, cứ thi đấu thì mày sẽ biết sợ tên ngốc mới chính là mày đó. Chúc mình từ đầu đến cuối đều không để Dương Tuấn Thiên vào trong mắt, dù sao thì anh ta cũng đã thắng Dương Tuấn Thiên. Khi ngày càng có nhiều đội đến hiện trường, bầu không khí bùng cháy ngay lập tức và mọi người đều rất háo hức bắt đầu cuộc thua càng sớm càng tốt. Cuối cùng, sau khi đồng hồ đếm 20 lần, giải đua xe kết hợp núi Bản Vân chính thức bắt đầu. 10 chiếc ô tô xếp thành hai hàng, chim ruồi không thèm giành lấy một chỗ ở hàng đầu tiên mà trực tiếp đậu xe ở hàng cuối cùng, khá tự tin cho rằng dù xuất phát ở hàng cuối cùng thì cũng có thể giành chức vô địch. Dương Tuấn Thiên cũng lên xe. Có tiếng còi của trọng tài nói lên, trận đấu chính thức bắt đầu. 10 chiếc xe giống như ngựa hoàng thoát cương, trời nhà mắt lao vút ra, tốc độ kinh người. Dương Tuấn Thiên nhấn ga vọt lên. Đường núi ở đây hiểm trở, nhiều khúc cua, tầm nhìn vào ban đêm không tốt nên việc lái xe vô cùng khó khăn. Nhưng dù chịu bao nhiêu hạn chế, 10 chiếc xe vẫn có thể cắn xé không gian mà đi, không một ai chịu bó lại phía sau. Điều này đủ thấy thực lực của 10 đội trưởng là ngang ngửa nhau. Ít nhất
mỗi người đều là một tuyển thủ đẳng cấp thế giới. Hết khúc cua này đến khúc cua khác, khoảng cách không thể bị nới rộng. Lúc này Dương Tuấn Thiên cuối cùng không thể không sử dụng tới tuyệt kỹ của mình. Bùm! Xe của Dương Tuấn Thiên bất ngờ va chạm với xe bên cạnh. Sau khi tách ra, xe bên kia có vết xước rất lớn, cả xe mất thăng bằng buộc phải dừng lại. Một đối thủ game over. Hầu hết mọi người đều không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên tốc độ chạy xe rất nhanh, trời đã về đêm, khán giả vẫn đang xem qua màn hình lớn thì làm sao có thể nhìn rõ được tình hình chi tiết thực tế chứ. Cái gọi là bí mật, cái gọi là tuyệt kỹ của Dương Tuấn Thiên thực chất là phá xe. Quang Thanh lắp một lưỡi dao sắc bén, khi va chạm với xe khác, lưỡi dao có thể lộ ra để cắt lốp và xe của đối phương, khiến đối thủ lập tức mất đi sức mạnh chiến đấu. Nếu đâm tàn nhẫn hơn thì có thể cắt đôi chiếc xe của đối thủ. Kỹ thuật thua người khác thì đã sao chứ? Dựa vào kỹ thuật phá xe đáng kinh tởm này, Dương Tuấn Thiên nhất định giành được vị trí đầu tiên trong ngày hôm nay. Bang! Chiếc xe thứ hai đã bị phá hỏng. Sau hai khúc cua ngắn, chỉ còn lại 4 trong số 10 chiếc xe. Đến lúc này, cơ bản mọi người đều nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù không biết thao tác cụ thể, nhưng họ đều biết không thể tông mạnh vào xe của Dương Tuấn Thiên và họ đều tránh xa anh ta. Khi đua xe, tâm trí cứ muốn trốn tránh người khác như vậy. Vậy làm sao có thể chiến thắng được chứ? Ba chiếc xe khác cứ thế ẩn nấp như vậy để Dương Tuấn Thiên nắm chắc vị trí đầu tiên. Dương Tuấn Thiên khá hài lòng. Quán quân của đêm nay không ai khác chính là anh ta. Những khán giả ở vạch đất nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình lớn và nghiến răng nghiến lợi. Chúc mừng, giậm chân mắng trên đường. Mẹ kiếp, Dương Tuấn Thiên này không biết xấu hổ sao? Cải trang chiếc xe như vậy không phải là phạm pháp hay sao? Không có kỹ năng nên làm mấy thủ đoạn bí ổ này, đúng là quá vô liêm sỉ. Những người khác cũng nháo nhào chỉ trích hành vi của Dương Tuấn Thiên, nhưng cũng không có kết quả. Trận đấu tối nay không có yêu cầu quá khắt khe về việc sửa đổi xe. Dù sao đây cũng không phải là một sự kiện F1 chính quy, mà là một cuộc thi dân gian và không có đủ giới hạn đối với việc sửa đổi xe. Vì vậy, nếu Dương Tuấn Thiên thật sự thắng trò chơi bằng những chiêu trò quý quyệt như thế, người khác khó thể làm được điều gì với anh ta. Tuy vô liêm sỉ nhưng không phạm pháp. Chốc Bình nghiến răng mắng, đội Ferrari đã đến trình độ này sao? Không cần nhân phẩm có tay đua nữa sao? Quá mất mặt, cút ra khỏi giới đua xe đi. Tiếng hét của Chúc Minh vang lên khiến mọi người cùng nhau đồng thanh hét lên, nói Dương Tuấn Thiên cút ra khỏi giới đua xe, thậm chí còn lan sang cả đội Ferrari. Nhìn vào tình hình, ngay cả Ferrari có thắng đêm nay cũng khó mà thuyết phục được người hâm mộ. Lâm Mộc Vân nhìn thấy điều đó, trong lòng lo lắng, nếu thắng kiểu này thì đêm nay thể diện của đội xe sẽ không còn nữa, sau này đội Ferrari sẽ trở thành trò cười của các đội xe khác. Nếu cha phát hiện ra, không biết sẽ mắng mình như thế nào. Trong đám đông, hai người đàn ông lặng lẽ nhìn vào màn hình không nói một lời. Giá Sách và Điền Kê đã hòa vào khán giả xem trận đấu. Điền Kê khinh khỉnh nói ra, em biết thằng cháu trai Dương Tuấn Thiên không có gì tốt đẹp mà. Kỹ năng tệ hại của anh ta chắc chắn đứng cuối trong 10 đội trưởng hàng đầu. Mấy trận đấu bình thường thì nhất định sẽ không thắng được. Biết không thắng được, còn dở trò khỉ này, bây giờ mất mặt rồi đây. Giá Sách nhìn lên, nhẹ nói, Dương Tuấn Thiên không thắng được đâu. Đợi đại ca, sao anh biết anh ta không thắng được chứ? Bởi vì một tay lái thực sự mạnh mẽ tuyệt đối không thể bị loại thủ đoạn nhỏ này đánh bại được. Mắt anh dán chặt vào chiếc Lamborghini, đã đến lúc thể hiện sức mạnh thực sự rồi nhỉ. Chim ruồi tuyệt đối rất mạnh, được mệnh danh là số 1 trong giới đua xe, tin rằng sức mạnh của anh ta sẽ không thấp như vậy. Quả nhiên chiếc Lamborghini đã động thủ. Khi hai chiếc xe kia sợ hãi không dám vọt lên phía trước thì chim ruồi tăng ga lao thẳng vào vách núi và cố gắng lách qua bên trái xe của Dương Tuấn Thiên. Dương Tuấn Thiên vui mừng khôn xiết, không thể nhịn được nó sao? Ha, tao đang đợi mày đấy. Anh ta trực tiếp bẻ lái và đánh hông, cho dù không cắt đôi chiếc Lamborghini thì cũng sẽ khiến nó đâm thẳng vào vách núi. Chim ruồi, tay đua giỏi nhất thế giới sao? Ha, để lại mạng của mày đi. Đối nghịch với Dương Tuấn Thiên tao thì mày nhất định không còn đường sống. Chiếc xe mạnh mẽ đập qua, mọi người đều thót tim, khán giả toát mồ hôi hột. Cú va chạm rất mạnh khiến Lamborghini rất có thể bị va vào vách núi và bị cắt làm đôi. Chim ruồi có thể sẽ không có thể đảm bảo tính mạng. Dương Tuấn Thiên đã hoàn toàn phát rồ rồi. Đội trưởng, Chúc Mình hét to lo lắng cho đội trưởng của mình. Vào thời điểm quan trọng này, chiếc Lamborghini bất ngờ giảm tốc độ, giống như đột ngột bỏ mặt, tốc độ của chiếc xe giảm xuống đột ngột. Cảnh tượng này khiến người xem hóa ngốc nghếch.
Dương Tử Thiên cũng choáng váng, trực tiếp đâm vào không trung, thấy xe mình sắp đụng vào vách núi, anh ta liền đập mạnh tay lái chuẩn bị né tránh. Tuy nhiên chim ruồi không hoàn toàn không cho anh ta cơ hội đó. Xe của chim ruồi nhanh chóng lái lên từ bên trái của chiếc Ferrari, sau đó đẩy nhẹ để Ferrari thêm một chút lực. Trong nháy mắt, Ferrari trực tiếp đụng thẳng vào vách núi. Âm thanh chói tai vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe khắp trời. Kẻ hại người không thể có kết thúc tốt đẹp. Dương Tử Thiên suốt ngày nghĩ đến việc hại người, nhưng cuối cùng lại bị chim ruồi giải quyết một cách vô cùng đơn giản. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy cũng ngạc nhiên, hành động của chim ruồi thực sự đáng khâm phục. Điềm Kê không khỏi vỗ tay thán phục, thật tuyệt vời, thật lợi hại, làm tốt lắm. Gia Sắc cũng vỗ tay, nếu là anh thì cũng sẽ không thể làm tốt như thế. Kỹ thuật và tư duy của chim ruồi đã đạt đến đỉnh cao. Chứng kiến màn trình diễn của chim ruồi rất khao khát chiến đấu, tính khao khát chiến đấu của Dân Sách lập tức bùng cháy, và anh thực sự muốn cạnh tranh với chim ruồi, xem ai mạnh hơn ai. Trận đấu vẫn tiếp tục. Sau khi chim ruồi chiếm lại vị trí đầu tiên, hai chiếc xe kia thậm chí không muốn vượt qua, vẫn luôn bị bó lại ở phía sau, thậm chí khoảng cách cũng không thay đổi bao nhiêu. Có thể thấy chim ruồi cố tình hạ thấp tốc độ và chơi với hai đội trưởng phía sau. Trạng thái này chỉ có thể đạt được bằng cách dùng sức mạnh đè bẹp đối thủ. Không lâu sau đó, ba chiếc xe lần lượt vạch qua vạch đất và chim ruồi giành vị trí đầu tiên mà không hề hồi hộp, giữ vững danh hiệu tay đua mạnh nhất và đưa Lamborghini trở thành đội thắng chung cuộc trong cuộc đua kết hợp giành quyền thi đấu F1. Trong lúc nhất thời, ánh đèn sân khấu đã sôi động, các đội khác vẫn ổn. Thực tế là họ biết mình sẽ thua chim ruồi nên không nản lòng. Chỉ có đội Ferrari là thua không còn manh giáp. Họ không chỉ thua trận mà còn thua ở nhân phẩm. Sau trận đấu, tất cả đội viên đều bị khán giả chỉ trích kịch liệt, đặc biệt là sau khi Dương Tuấn Thiên bị thương được khiêng về, khán giả lần lượt ném những lon coca đã hết về phía anh ta, đồng thời hô hai từ rác rưởi. Chúc Mừng chen lấn vào đám đông đi đến chỗ Dương Tuấn Thiên, chỉ vào mũi anh ta mà mắng: thằng chó, sự tồn tại của mày đúng là sự sỉ nhục đối với các tay đua. Từ hôm nay tên của mày sẽ không còn được biết đến trong giới đua xe nữa, đừng mơ tưởng có thể vào lại giới này. Dương Tuấn Thiên nghiến răng, anh ta khó chịu nhưng có thể làm gì được chứ. Ngay cả những phương pháp hèn hạ và bẩn thỉu nhất cũng đã được sử dụng đến, và cuối cùng anh ta cũng không thể thắng được chim ruồi. Chúc Bình hét lớn, mọi người đã thấy hết những thủ đoạn bẩn thỉu của Dương Tất Thiên, và tôi tin rằng không phải chỉ mình tôi phẫn nộ. Từ hôm nay chúng ta phải đoàn kết tẩy chay đội Ferrari để họ ra khỏi giới đua xe. Lần này tất cả các thành viên trong đội Ferrari đều đứng ngồi không yên, mọi người tái mét mặt, nếu bị các đội khác tẩy chay thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Tẩy chay Ferrari ra khỏi giới đua xe, khán giả hò hét ầm ĩ. Lâm Mộc Vân thở dài trong tuyệt vọng, sau đó cô ta bước đến chỗ Dương Tuấn Thiên, giơ tay và giáng cho anh ta một cái tát vào mặt. Dương Tuấn Thiên tìm khốn kiếp, cái tát to và rõ ràng khiến mọi người vỗ tay tán hưởng. Dương Tuấn Thiên bùng nổ, anh ta muốn đứng dậy và tát lại, nhưng cơn đau do va chạm khiến anh ta không thể đứng dậy. Anh ta trở thành đối tượng bị mọi người khinh bỉ, thậm chí không có lấy một người đứng ra ủng hộ anh ta. Ác giả, ác báo, ông trời có mắt mà. Dương Tuấn Thiên xứng đáng bị trừng phạt, nhưng tội của Dương Tuấn Thiên làm sao thế đội Ferrari cùng chịu được chứ? Chẳng lẽ sau đêm nay đội Ferrari thực sự sẽ biến mất, không thể xuất hiện trong đường đua nữa sao? Ngay khi mọi người đang đoàn kết, một người đàn ông châm thuốc nhẹ bằng cách trượt cây quay chơi diêm. Sau khi hít vài hơi, anh thở ra một làn khói dài. Mọi người có thể cho một cơ hội được không? Một cơ hội để sám hối, một cơ hội để cứu thế. Âm thanh không quá lớn nhưng sức xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ, từng lời từng chữ đều truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng. Mọi người cùng nhìn lại. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Lâm Mộc Vân đã nín khóc và bật cười. Danh sách là danh sách đó. Nếu có ai có thể kéo đội Ferrari ra khỏi vũng lầy thì chỉ có thể là người đàn ông mạnh mẽ và đầy ma lực kia. Danh sách. Khán giả thắc mắc, người đàn ông này là ai chứ? Ở đây mà còn dám ồn ào sao? Này, anh là ai thế? Tên là gì? Anh có địa vị gì để nói chuyện ở đây? Tôi đánh nó cũng là con chó của đội Ferrari đó. Chỉ là cá mè một lứa mà thôi. Tuy nhiên ánh mắt của Chúc Minh đã thay đổi, trong mắt hiện lên một tia phấn khích và vui vẻ, không quan tâm đến Dương Thánh Thiên mà đi đến chỗ Danh Sách. Tôi biết anh sẽ đến mà. Danh Sách hút một điếu thuốc nhẹ nói, hãy cho tôi một cơ hội, nếu tôi có thể thắng được chim ruồi một cách toàn vẹn vậy thì đừng nhắm vào đội Ferrari được không? Chúc Minh chưa kịp nói thì chim ruồi đã lao tới. Anh ta nhìn chằm chằm Danh Sách vài giây. Người thắng Chúc Minh lần trước là anh sao? Là tôi. Được rồi,
tôi đang đợi anh đây, Giang Sắt. Chim ruồi nói với giọng lớn hơn, chúng ta tỉ thí một trận, nếu anh có thể đánh bại tôi, chúng tôi không những không nhắm vào đội Ferrari mà còn phát ngôn và công nhận đội Ferrari là đội số 1 trong giới. Nhưng nếu anh thua tôi, xin lỗi, đội của anh có thể bị giải tán đấy. Một cuộc đua để quyết định tương lai của một đội. Đặt cược rất lớn. Có dám không? Chim ruồi hỏi ra. Giang Sắt mỉm cười, huyền thoại chiến thần có bao giờ sợ hãi đâu chứ? Anh nói nhẹ, đến lúc thua cuộc đừng có khóc nhớ nha. Ha, anh đang nói chính mình đó à? Hai người đàn ông đứng nhất giới đua xe sau khi nhìn nhau vài giây đã lần lượt bước lên xe. Thứ mà Giang Sắt lái vẫn là chiếc Ferrari 458 đã lỗi thời của anh. Nó kém xa về hiệu suất so với siêu xe mà chim ruồi đích thân sửa đổi. Vừa nhìn thấy ngoại hình qua chiếc xe, khán giả lần lượt lắc đầu ngán ngẩm. Ferrari 458 sao? Cần so sánh gì nữa chứ? Lái một chiếc xe cổ lỗ sĩ như thế để đua thì hơi quá coi thường chim ruồi rồi, đúng không? Trời, làm thế nào mà đội Ferrari có được vị trí như ngày hôm nay chứ? Đội này hoặc là những kẻ xấu xa hèn hạ, hoặc là những kẻ điên cuồng ngạo mạn, chẳng hiểu sao lại nổi tiếng. Tất cả mọi người đều lắc đầu, không cho rằng Giang Sắt có thể giành chiến thắng. Dưới áp lực khủng khiếp đó, chiếc xe của Giang Sắt và chiếc Lamborghini của chim ruồi đều dừng lại ở vạch xuất phát. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bắt đầu, hai chiếc xe lần lượt lao vút ra